Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Hay trời ơi, kim cương của tôi đâu rồi ta? Cái ông Siro này ổng lấy kim cương sao ổng để đâu mất tiêu rồi trời. Ai, toàn là đất đá rồi sao nó sỏi cát thế này. Trời ơi mấy bạn ơi, tức quá mà mấy bạn. Các bạn biết không, ngày hôm qua các bạn, mình mới vừa đi mai được một đống kim cương luôn, xong cái mình về mình bỏ vô rương, bây giờ mất tiêu đâu hết. Trời ơi, cái ông Siro này thời luôn các bạn, ổng xài đồ nha là ổng không bao giờ ổng sắp xếp hết trơn, ổng quăng lung tung hết trơn à. Hey, kiểu này nè, chắc là mình sẽ phải xây một cái hệ thống máy lọc để gọi là lọc đồ mới được. Hey, cái hệ thống này á sẽ giúp cho chúng ta lọc đồ kim cương ra kim cương, sỏi ra sỏi, đất ra đất, đá ra đá nha các bạn nha. Thôi chứ bây giờ để cho ông Rô ổng vứt đồ lung tung như thế này là không được rồi các bạn ơi. Không kiếm được kim cương của tôi ở đâu luôn. Trời ơi, kim cương của tôi hay không biết ở đâu hết các bạn ơi. Chán thiệt chứ. Thôi, bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải xây cái máy lọc thôi. Bắt đầu thôi. Ơi, và cuối cùng thì mình cũng đã xây xong được cái hệ thống gọi là máy lọc đồ của mình rồi bạn ạ. À, bạn nhìn ở bên dưới nè, đó mình xây, bạn thấy đẹp không, xanh đỏ tím vàng rồi xanh lá cây màu xám rồi tùm lum la màu của Hero Team một mình nè. À, nhưng mà hình như là thiếu màu của bà Mimi các bạn ạ. À, hình như là thiếu màu hồng phải không ta. Nhưng mà thôi kệ đi, lỡ thiếu bây giờ biết sao. Thì đây nè bạn, mình sẽ cho bạn xem nha. Thì ở đây nè, mình đã xây cái máy này rất là mất thời gian luôn bạn ơi. Mình tốn hơn một ngày để hoàn thành xong cái máy này các bạn ạ. À, thì ở đây nè bạn coi nè, ở chỗ này nè mình có để là đá nè, chỗ này là đất nè, ở bên này thì mấy cái loại đá khác nhau nè, còn ở bên kia chính là kim cương, vàng và sắt đó, rất là nhiều đồ luôn đấy. Thì cái máy này rất là hay luôn nha các bạn nha. Cái máy này à, chúng ta sẽ dùng như thế này nè. Chẳng hạn giờ ví dụ nha, mình sẽ lấy ra một nửa ít kim cương đi nè đấy, sau đó mình sẽ lấy ra một ít đá đi. Ok, qua lấy thêm một ít đá nữa nè. Ok, lấy thêm ít đá nè. Thì chúng ta chỉ cần qua bên trên cái chỗ cái cột nước nè các bạn, bạn thấy không? Có một cái cây cột bằng nước nè ấy. Chúng ta lại đây, chúng ta mở rương ra, sau các bạn chỉ cần bỏ kim cương vào bên trong. Thì ngay lập tức nó sẽ bắn kim cương lên trên. Đó, bạn thấy không? Mấy viên kim cương nó trôi lên trên nè. À, rồi mấy bạn chọn một cái rương khác, các bạn bỏ cái món đồ các bạn muốn vô, nó sẽ bắn lên đấy, đá với lại kim cương bắn lên nè ấy. Thì các bạn biết nó dùng để làm gì không? Nó sẽ tự động phân chia ra cho chúng ta là chúng ta sẽ gọi là bỏ đồ trong đó. Chẳng hạn gì mình bỏ kim cương vô không, thì kim cương sẽ được trôi vào trong cái rương này đấy, còn bên kia là đá đúng không, thì đá sẽ tự động được trôi vào trong cái rương này. Nói chung là chúng ta đi mai về á, chúng ta không cần tự sắp xếp đồ, chúng ta chỉ cần vứt vào trong cái rương này thôi là nó sẽ tự động gọi là được vận chuyển lên trên, sau đó nó sẽ tự sắp xếp đồ cho chúng ta. Đây, cái này là rương ngọc ender nè ấy, cái này là rương xương nè, này là rương tơ nhện này đấy, bạn thấy không, nó sắp xếp lại hết cho mình luôn. Rương táo nè. Trời, ở đâu ra cái màn da vậy trời, ông nào bỏ ở đây vậy. Trời ơi, không chịu bỏ vô cái máy cho nó lọc đồ luôn, điện bỏ lẫn lộn vậy. Ok, bỏ vô máy luôn. Ok rồi đấy, bạn thấy không, nó sắp xếp cực kỳ gọi là gọn gàng cho chúng ta luôn, chúng ta sẽ không cần phải tự sắp xếp bằng tay nữa, cực kỳ tiện lợi luôn nha các bạn nha. Ấy, ok rồi, để mình xem coi kim cương của mình vô chưa nha các bạn. Đây, đó mày thấy không, kim cương vô rồi nè, đó nó đang tăng lên nè các bạn. Ấy, ok, vậy là hôm nay mình đã xây được thêm một cái máy lọc nữa rồi các bạn ơi. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách của mấy bạn fan đã đặt ra ngày hôm nay cho mình nha. Ok bạn ơi, và hôm nay để bạn, mình sẽ gọi là thực hiện những cái thử thách mà những bạn fan đã đặt ra cho mình ở trên kênh của mình. Thì dạo gần đây có rất là nhiều bạn fan đã đưa ra những cái thử thách rất là hay trên kênh cho mình để mình có thể làm ở trong World Sinh Tồn. Chính vì như vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử thách của những bạn fan nha. Ok, và đầu tiên nè, mình sẽ thực hiện một cái thử thách đầu tiên mà bạn fan đã đặt ra cho mình, đó chính là: anh Phong ơi, anh hãy join anh Siro ở trong World
chơi sinh tồn đi. Đấy, thì như các bạn cũng biết thì hiện tại là mình chơi sinh tồn ở trong đây á là có anh Siro chơi chung, cho nên á là có rất nhiều bạn bảo mình là hãy cho anh Siro trong quân sinh tồn đi. Chính vì thế cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách này nha các bạn nha. Mà các bạn biết tại sao hôm nay mình lại quyết định cho không? Là bởi vì hôm nay có một cái dịp rất là gọi là gì ta, rất là cơ hội để chúng ta có thể cho luôn các bạn ơi. Đang coi là đấy, ông Rô ổng đang AFK mọi người ạ. Mình không hiểu tự nhiên ổng AFK ở bên đây làm gì ta? Ông đứng ở trên cây cột xong mới đứng ở đây ông AFK mấy bạn ạ. À. Cho nên mình mới vừa nghĩ được một cái trò này cho khá là vui nè. Chúng ta sẽ cùng nhau cho ổng nha các bạn nha. Ok. Thì để cho được ổng á thì trước tiên mình sẽ cần phải xuống dưới địa ngục để mình lấy cho mình gọi là mấy xô lava các bạn ơi. Vậy là các bạn biết lấy lava để làm gì đúng không? Chúng ta sẽ cho ổng tắm bằng lava luôn nha các bạn nha. A few minutes later. Cái trò cho nãy bạn thì nó sẽ hơi ác một tí các bạn ạ. Các bạn biết tại sao không? Tại vì một khi ha là đã bị cho bằng cái này á là xác định là mất hết đồ luôn bạn ơi, mất hết giáp luôn á nha. Ôi. Rồi xong, ông Siro ông thoát ra ngoài luôn rồi. Oh no. Chết rồi, mình đang tính cho tiền ông Siro ông thoát ra ngoài mất tiêu luôn rồi, giờ sao trời. Chết rồi, giờ trong phòng còn có mỗi mình nè. Không sao, không sao. Đúng rồi. Có thể cho được, mình quên cho được mấy bạn nha. Mấy bạn yên tâm nha. Ông thoát ra ngoài thì ông cũng không thoát được mình đâu. Ok. Từ từ để mình ngủ đã. Ngủ cho trời sáng chắc ăn bạn ơi. Không thôi là cho buổi tối gặp quái vật nó là chết luôn á. Như bạn cũng đã biết á thì chơi trong Minecraft á mọi người thì khi mà mọi người thoát ra rồi khi mọi người vào game lại á thì mọi người sẽ được xuất hiện ở cái chỗ mà mọi người đã thoát ra. Đó chính là lý do vì sao mà dù ông Rô ông có thoát ra ngoài chăng nữa thì ông cũng không có thể nào ông trốn được mình đâu bạn ơi. Mình sẽ canh nha. Ví dụ giờ ổng làm tí nó ổng vào thì ổng sẽ xuất hiện trên kia kìa. Ok. Xuất hiện trên đó đúng không? Thì mình sẽ đập cái cây cột gỗ đi. Ok bạn đợi mình tí nha. Mình sẽ leo lên nè. Leo lên. Rồi ok. Mình sẽ đập cái cây cột gỗ đi bạn ơi. Để một tí nó ổng mà vào game cái là ổng sẽ không có cây cột gỗ là ổng sẽ rơi xuống đất liền. Ok. Đây, đập ra. Ông tưởng là ông gọi là thoát game là ông sẽ thoát được tôi sao? Ok. Hình như là ông Rôm đang đứng đây ông AFK để gọi là farm slime hay sao bạn? Tại vì đứng gần mấy con slime sẽ ra nhiều hơn các bạn ạ. À. Ok. Rồi đập cái này ra. Tiếp theo nữa mình sẽ đào cho mình cái hố dưới đây nha. Rồi ok bạn ơi, mình đào được cái hố to to rồi nè. Bây giờ nha, hồi nãy mình nhớ là ông Siro là ông AFK là cái cây cột nó nằm ở chỗ này đúng không? Rồi, mình sẽ đặt cho mình mấy cái khối hàng rào ở xung quanh đây nha các bạn nha, để chặn đường ổng lại nha các bạn. Ok. Đặt cái lốc này lên đây. Sau đó mình sẽ xây một cái hàng rào rộng rộng ra như thế này. Xây ra như thế này. Không biết có đúng chỗ này không ta? Hình như hồi nãy mình quên đánh dấu lại cho nên mình quên mất tiêu là ổng AFK ổng đứng ở chỗ nào rồi các bạn ơi. Hay, cái bộ hơi mệt nha. Hy vọng là thành công mấy bạn ạ. Ui, oh no bạn ơi, mình quên mất là mấy cái hàng rào gỗ mà nó nằm ở trên cách lava một block thì nó sẽ bị cháy mọi người ạ. Toan rồi, vậy chúng ta không dùng hàng rào gỗ được rồi. Chúng ta phải dùng bằng hàng rào đá bạn ơi. Rồi, tự nhiên tôi quên mất điều này ta. Với lại giờ mình cũng đang thiếu lava nữa, mình nghĩ mình sẽ phải xuống dưới lấy thêm lava các bạn ạ. À. Ok, mình mới vừa lấy một ít lava dưới địa ngục về. Bây giờ để rút kinh nghiệm hồi nãy, trời ơi tôi quên mất là hàng rào mà làm bằng gỗ là nó sẽ bị lava đốt cháy. Trời ơi thời luôn á, tại sao tôi lại quên cái điều này nha. Bây giờ mình sẽ chế cho mình hàng rào bằng đá nha các bạn nha. Hàng rào bằng đá nó vừa gọi là không bị cháy mà còn vừa khó đập nữa nè. Ok. Lấy cái này được á. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống đây mình đặt lại nha các bạn. Trời ơi, chán thiệt chứ, sao tôi lại quên điều này ta. Ngon lành luôn bạn ơi, ngon lành luôn. Ok, rồi bây giờ nha. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là chỉ cần đứng ở đây AFK chờ ông Siro ổng vô thôi là ngay lập tức là ổng sẽ bị rơi xuống lava và ổng chết các bạn ạ. À. Ok, rồi khoan từ trước tiên á thì mình phải đặt block mình leo trên cao bạn ơi. Không thôi tí đó ông Rô ổng vô á, ổng chết cái là thế nào ổng cũng sẽ đuổi theo mình, ổng đánh mình cho coi. Cho nên đặt block cao lên trên cho chắc ăn. Cao lên trên bạn ơi. Rồi ok, đứng ở trên đây nha. Rồi đứng ở đây đợi ông Rô ổng vô các bạn ơi. 2000 years later. Ai, tính ra tôi đứng đây tôi AFK từ nãy giờ cũng gọi là hơn 2 tiếng đồng hồ mà ông Rô ổng chưa vô game lại nữa bạn ơi. Vãi thời luôn á. Tính ra AFK đứng đây đợi ổng để ổng vô, ổng té vô lava mà ổng chưa vô nữa. Ai, trời tối mất tiêu luôn rồi. Tôi nghĩ bây giờ tôi phải đi ngủ trước các bạn ạ. À. Đi ngủ đi rồi một tí nữa để tôi coi chắc là tôi phải vào trong Discord. Tôi kêu ổng là vô chơi game chung với tôi thì ổng thì ổng mới chịu vô các bạn ơi. Chắc là ổng đang đi quay video cho các bạn fan xem hay sao á. Cho nên là ổng không có vô chơi sinh tồn. Ai, cay nha. Để từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ ổng chưa vô nữa. À mà quên nữa bạn ơi, mình còn phải ra ngoài đây mình đập cái đèn hiệu trên đây nữa. Cái đèn trên đây là mình đang để là gì ta, hồi máu á bạn. Ổng mà rơi xuống lava là ổng sẽ cũng không bị mất máu đâu. Cho nên là mình sẽ phải lên đây mình tắt nó đi. Ok.
Để mình đập nó ra đã. Đấy, cái đàn này nguy hiểm đó bạn ơi. Không thôi là không chon được đâu. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với cái màn chon của chúng ta nào. Nhưng mà lần này để mình gọi là vô trong Discord, mình kêu ông Siro vào chơi game chung với mình luôn. Để coi ổng vô nha các bạn. Ổng mà vô cái là mình sẽ thành công luôn các bạn ơi. A few moments later. Rồi. Yeah. À, vô trong Washington em có cái này khoe cho anh nè. Khoe gì, khoe nhiều mày. Khoe không, khoe nhiều mày. Em mới xay được, đẹp lắm. Vô đây đi. Ôi. Gì ơi? What the hell? Gì? Cái gì? Ơ, à, ông này không có mang xô nước các bạn ơi. Toàn ơi, không có mang xô nước. Này thì xô nước này. Ủa, khoan từ. Ôi quên mất. Cái này là mình chơi là mình chết mất đồ đúng không? Ôi. Mày làm gì vậy? Thì cho anh chứ làm gì. Rồi xong, Siro đã mất vào giáp kim cương bạn ơi. Cái nhà ở trong đó có nguyên cái cây kiếm mình chen bữa mày đưa tao luôn á. Kiếm mình chen hả? Thôi. Ủa gì? Có kiếm mình chen luôn hả? Vai. Ừ, kiếm mình chen cúp mềm mại với là cây rìu gia tài. Ok bạn ơi. Trời ơi, các bạn ác quá. Bạn kêu mình cho năm Siro bằng lava, cuối cùng rơi xuống mất giáp kim cương, mất luôn cả vũ khí rồi luôn. Thôi anh khỏi kiếm nó rồi, mất tiêu hết rồi. Anh khỏi kiếm đó anh. Khỏi kiếm đâu. Làm gì vậy? Mất hết rồi. Hả? Em đang thực hiện người ta thực hiện gọi là thử thách của fan. Fan kêu em là cho anh bằng lava ở cho anh, cho nên là em quyết định là cho anh luôn. Ủa mà chết, em quên mất là chết trong đây là mất đồ. Trời ơi, rồi xong Siro mất hết đồ rồi các bạn ơi. Mất hết giáp rồi. Kim cương rồi á. Ôi, ôi tay té ông nội. Trời ơi, xém té. Ok bạn, rồi xong Rô giận mình luôn các bạn ơi. Siro giận mình luôn rồi. Ổng bình thường mà ổng gọi là vô chơi game mình là ổng sẽ nói nhiều lắm, giờ ổng ít nói là ổng giận mình luôn rồi các bạn ơi. Đấy, bạn ác quá, bạn kêu mình cho ổng chi, giờ mình cho xong mất hết đồ, ổng giận mình luôn rồi nè. Thôi rồi, đừng giận nữa đâu. Rồi. Rồi. Đâu. Rồi. Sao đọc cầu thang của em? Ủa sao đọc cầu thang xong quýnh em nữa, Rô. Rồi xong. Không giận mình luôn rồi các bạn ơi. Ok, vậy là chúng ta đã thực hiện được một cái thử thách đầu tiên, đó chính là cho anh Siro nha các bạn nha. Hôm sau các bạn, tí nữa mình đi đào kim cương, mình làm lại cho Siro bộ giáp khác là Siro hết giận mình nè các bạn ơi. Ở các bạn đừng có kêu mình cho anh mấy cái này nha. Trời ơi, cho anh xong rồi Rô giận mình quá trời luôn nè. Ok, thôi để mình đi đào kim cương làm cho ông bộ giáp khác bạn ơi, chứ thôi ông giận mình mất tiêu á. Ok, rồi chúng ta cùng nhau đến với thử thách thứ hai nào. Trời ơi, thử thách đầu tiên rồi, thấy sức mẻ tình anh em rồi đó. Rồi, ok bạn ơi, và đến với cái thử thách tiếp theo mà mấy bạn fan đã đặt ra cho mình, đó chính là mấy bạn đã nói mình rằng là: anh Phong ơi, hãy đi bắt ngựa về nhà để nuôi đi anh. Thì có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, anh bắt mấy con ngựa về nhà để làm thú cưỡi đi. Thì bởi vậy cho nên là Phong thấy ý tưởng này cũng khá là hay, cho nên Phong quyết định là sẽ bắt một con ngựa về nuôi nha các bạn nha. Thì ở đây nè, mình có lần trước là mình với anh Siro có gọi là đi xuống dưới địa ngục á bạn. Thì có đi vô trong cái lâu đài địa ngục, thì bọn mình có kiếm được mấy cái yên ngựa với lại là mấy cái giáp của con ngựa. Thì ở chỗ nào ta? À đây, bên đây. Mở nè. Hiện tại là mình đang có 4 cái giáp ngựa này với lại là 3 cái yên. Thì mình nghĩ rằng mình sẽ bắt khoảng 2 con về để nuôi nha bạn nha. Bắt 2 con ngựa về nha. Ok. Rồi, lên trên lại nào. Ok. Rồi. À, hình như là mình nhớ là có cái lần mình đi bắt mấy con dân làng á, thì mình nhớ là có một cái ngôi làng hình như là nó có nuôi ngựa ở trong đó, cho nên là mình sẽ đến cái ngôi làng đó để mình bắt mấy con ngựa về nha. Thế là mình sẽ hoàn thành được xong thử thách của mấy bạn. Ok, rồi đi xuống địa ngục thôi. Hình như là mình nhớ là cái cổng địa ngục là nó nằm ở bên đây thì phải bạn ạ. À đây đây, thấy rồi, thấy đây. Đây cái cổng địa ngục ở một cái ngôi làng. Đi đến một cái ngôi làng, ở trong ngôi làng đó là nó có gọi là mấy cái con ngựa bạn ơi. Mình sẽ đến mình bắt về nha. Không biết là trong Minecraft có con ngựa màu xanh không ta? Hình như không có đúng không? Ok, để đó thôi. Rồi, ok. Phải ngôi làng này không ta? Để mình đi vòng vòng đây coi coi. Mình nghĩ rằng là xung quanh đây là nó sẽ có ngựa nè. Lần trước hình như mình nhớ là mình thấy thì phải. Ủa, phải ngôi làng này không ta? Ui, chết rồi, hình như không phải ngôi làng này các bạn ơi. Nhầm rồi. Hình như là cái ngôi làng khác. Ok, thôi mình đi lại. Mình nhầm làng rồi. Đây rồi mấy bạn ơi, cái cổng địa ngục đây rồi. Ok, tới nơi nè. Rồi, ok, đi xuống. Rồi, đi vô cổng địa ngục nào. Lần này là chắc chắn là đúng rồi các bạn. Lần này không sai được đâu. Đúng luôn các bạn ơi. Đây chính là cái ngôi làng mà nó có nuôi mấy con ngựa. Đâu ta? À đây, đây, bên đây, thấy rồi. Bên đây nhiều ngựa lắm các bạn ơi. Ôi trời. Trời ơi, lần trước là mình có bắt một cái con dân làng, nhưng mà sau đó mình quên thả nó ra. Bây giờ nó bị zombie cắn, biến thành zombie luôn các bạn ơi. Rồi xong. Ui, xin lỗi dân làng, anh đã lỡ cho mày biến thành zombie rồi. No. Nhưng mà thôi kệ mày. Thôi qua, thôi bắt mấy con ngựa đã. Ok. Bây giờ mình sẽ đập cái hàng rào nè. Đấy, đập hàng rào ra. Sau đó là mình sẽ leo con ngựa để thần hóa đó nha các bạn nha. Leo lên. Ok. Mình phải ngồi ở trên người nó thì bắt đầu nó mới gọi là chấp nhận mình đó bạn ơi. Phải ngồi lên người nó nhiều nha. Ok. Nó không chịu nè. Giờ ngồi lên tiếp nè.
Đồng ý đi. Rồi ok bạn ơi, con ngựa đã đồng ý mình rồi nè. Rồi, nó đã chấp nhận mình làm chủ nhân của nó rồi. Bây giờ mình xin lít vào người nó, mình đeo cho nó cái yên ngựa nè, sau đó mặc cái giáp kim cương vô cho nó. Oh, vậy là bây giờ mình đã có được một con ngựa để cưỡi. Ui, vừa chạy nhanh mà còn vừa gọi là đẹp xịn nữa bạn ơi. Được nha. Ok, rồi con ngựa đầu tiên. Rồi, tiếp tục là con ngựa thứ hai nè, con ngựa màu trắng nè. Một con ngựa màu đen với một con ngựa màu trắng bạn ơi, quá hợp lý luôn. Đấy. Mình nghĩ là chắc là ông Siro ông sẽ chọn con ngựa màu đen bạn ơi. Tại vì ông Siro ông thích màu đen mà. Ui, zombie. Ủa sao con zombie này nó không bị đốt cháy ta? Ủa gì kỳ vậy? Ơ con zombie này. Mày lại đây. Hình như con zombie này nó mặc giáp hay sao bạn ơi, nó không bị lửa đốt cháy. Trời ơi trời. Ok. Leo con ngựa tiếp. Con ngựa này hơi khó nha các bạn. Ok rồi bạn ơi, cuối cùng thì nó cũng đã được thuần hóa rồi các bạn ơi. Ok. Rồi, lại đây ngựa, anh sẽ đeo cho mày bộ giáp kim cương thật là xịn. Đây, đeo cái yên vô. Rồi, vậy là chúng ta đã có thêm một con ngựa nữa rồi nha các bạn nha. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ phải dẫn hai con ngựa này về nhà. Trời ơi, hai con ngựa này dẫn về hơi bị mệt luôn á. Mình có lấy mấy cọng dây này để mình dẫn nó về. Đi nhanh lên ngựa ơi. Đây, chắc là mình phải đưa nó qua cổng địa ngục để đem nó về các bạn ơi. Đi bằng cổng địa ngục cơ bộ cũng hơi mệt đấy. Ok. Nhanh lên nào. Ok, để mình đẩy con ngựa vô trong địa ngục nha các bạn nha. Trời ơi, mình mới nhét được một con vô rồi. Ok, rồi hai con. Ai, bắt con nó về mệt ghê luôn các bạn. Ok, rồi. Ra đây ngựa. Ủa không, mình không biết là con ngựa nó có ngồi lên cái xe được không ta. Để mình cho nó ngồi lên cái xe đó coi. Nó mà ngồi lên cái xe được thì dễ. Ok, ngồi lên xe đi con. Đừng đi đâu hết, ngồi lên xe đi. Anh cho mày đi xe tàu lượn siêu tốc. Leo lên. Rồi. Nó không đi được các bạn ơi, hình như là nó không đi được rồi. Vậy là mình phải dắt bằng nó về bằng tay rồi. Trời ơi trời. Cái thử thách này hơi mệt các bạn ơi, phải dắt bằng nó về bằng tay. Trời ơi. Nhanh lên ngựa. Ôi, nó bị kẹt mất tiêu rồi, đứt dây rồi. Đây. Ôi. Trời, bắt mấy con ngựa này về cực ghê các bạn. Nhà xa quá mà. Lên đây ngựa ơi, cái con ngựa kia nó lì quá ta. Qua đây. Rồi ok, đi. Về nhà thôi. Ui, mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, bên kia có nguyên con gác luôn bạn ơi. Trời, từ quên cây cung tôi đâu rồi. Nó mà bắn chết hai con ngựa tôi là toan luôn á. Để tôi qua tiêu diệt nó trước các bạn ơi, không thôi tí nữa bắn mình. Ôi no, con ngựa bị cháy rồi. No, ngựa ơi, nước. Không có nước mà ở dưới địa ngục cũng không đổ nước ra được. Trời ơi, các ngựa tôi đừng chết. Mày mày thế. Ok, để mình bắn chết con gác đã bạn ơi. Con gác nè. Ok rồi, chết rồi. Ôi no, hai ngựa tôi bị cháy bạn ơi, xém nữa thành ngựa nướng mất tiêu rồi. Đi cẩn thận nha hai đứa, né né ra coi chừng trở thành ngựa nướng đó. Ok, leo đây. Có biết leo lên đây không? Thôi con ngựa kia nó bị ngu bạn ơi, có một con ngựa nó bị ngu rồi, nó không biết leo cầu thang. Qua đây ngựa ơi. Qua đây. Ok, rồi, leo cầu thang đi. Nhanh lên. Không biết leo cầu thang thôi, đi bộ bên dưới này cho nhanh. Ok. Đi bộ dưới này cho nhanh bạn ơi. Nhanh lên ngựa về nhà. Ok bạn ơi, và cuối cùng thì mình cũng đã dẫn được hai con ngựa về nhà của mình rồi. Trời ơi, dẫn hai ngựa này về mệt chết luôn các bạn ơi. Hai ngựa nó lì gì đâu, lì luôn á, nó chạy lung tung à. Ok, về đây. Để bữa nào á anh xây cho hai tụi bay cái chuồng thật là đẹp nha. Đó, bạn nào muốn mình xây cái chuồng ngựa đẹp, bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Qua đây ngựa, qua đây. Chắc là tạm thời mình sẽ cột nó vào trong đây trước các bạn ơi. Rồi ok, ở đây nha. Rồi, ok bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong được cái thử thách gọi là bắt ngựa về nuôi nè. Mấy bạn còn thử thách nào nữa không? Nhớ bình luận cho mình biết nha. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo nha. Và thử thách tiếp theo mà mấy bạn fan đã đặt ra cho mình đó chính là: anh Phong ơi, anh hãy đi bắt cá heo về nuôi đi anh. Trời ơi là trời, tôi không hiểu luôn nha. Lúc thì mấy bạn kêu tôi bắt mấy con ngựa về nuôi, bây giờ mấy bạn còn đòi tôi bắt cá heo về nuôi nữa. Trời ơi, bạn coi nè, ở trong chuồng của tôi á, con heo còn không có nữa, huống gì là cá heo, chỉ có bò với lại cừu thôi chứ không có heo luôn á. Thầy mà bắt cá heo á thì mình nghe nói hình như là ở trong phiên bản này chúng ta có thể sử dụng cọng dây thừng để bắt con cá heo về được các bạn ơi. Cho nên là ok, nếu như bạn muốn thì mình sẽ thực hiện thử thách này nha. Bắt cá heo đúng không? Thì bắt cá heo phải ra biển thôi. Thì ở ngoài biển này mình không biết là nó có con cá heo này không đây. Ok, để mình bơi ra thử coi. Cá heo á bạn thì nó có một cái lợi, đó chính là nó sẽ giúp cho chúng ta bơi nhanh hơn khi mà ở kế bên con cá heo mọi người à. Cho nên là mình sẽ thử bơi. Ủa, đây mình thấy một con cá heo rồi, để mình bơi lại gần nó nha các bạn nha. Cá heo nó bơi nhanh lắm bạn ơi, mình không biết mình có tóm được nó không đây. Ôi mày hả mày. Yes, được rồi. Ê, trời ơi, zombie. Trời ơi, đầy zombie luôn bạn ơi. Từ để mình tiêu diệt mấy con zombie đã. Lại đây. Ôi, coi chừng quýnh trúng con cá heo. Mày hả mày. Ok, yes, mình đã bắt được con cá heo nữa bạn. Tính ra cũng dễ phết nha. Bây giờ mình sẽ đưa nó về nhà để mình cột nó lại nha bạn nha. Và mình sẽ bắt thêm mấy con nữa bạn ơi. Ok, đi. Ui trời ơi bạn nhìn nè, khi mình bơi ở kế bên con cá heo bạn là mình sẽ có hiệu ứng bơi nhanh nữa bạn coi nè.
Ui, bơi cực kỳ nhanh luôn bạn ơi. Kiểu này là mình đi đâu mình không cần thuyền luôn, mình leo cá heo mình bơi thôi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cột con cá heo trong đây nha. Rồi, một con nè. Bây giờ mình sẽ đi bắt thêm một con nữa nha. Ôi, nhưng mà con cá heo nó có thoát ra được không ta? Ôi, nó nhảy lên bờ luôn rồi. Ôi, hey, không biết cá heo nó có thoát ra được không, giờ mình sợ nó nhảy nó thoát ra ngoài các bạn ơi. Trời, nó dậy kìa. Rồi xong nó leo lên bờ luôn bạn ơi. Nó dậy kìa các bạn. Trời ơi là trời. Hay, chắc là để ở đây không an toàn các bạn ơi. Mình nghĩ là mình phải đem nó lại gần nhà chứ ở đây không an toàn cho lắm. Ok, mình sẽ thử kéo lên trên bờ coi coi được không nha. Đây, bây giờ mình sẽ móc cọng dây khác cho người đó nè. Rồi, lên đây. Không biết nó lên bờ được không ta? Lên bờ cưng. Nhanh lên. Ok, mình sẽ đưa lên bờ thử nha các bạn nha. Lên bờ được không? Ủa, lên bờ được nè. Vãi, ok, giờ mình sẽ đưa nó đi nha. Vô nhà. Một khoan từ. Chết. Quên, nhà mình có hồ nước không ta? Nhà mình có hồ nước đâu nha, nếu không có hồ nước là nó sẽ bị chết á. No. Từ mình trước tiên mình đem ra ngoài biển trước đi. Ra ngoài biển. Nhanh lên coi chừng chết cưng ơi, nhanh lên. Ok, ra ngoài đi trước để mình về mình xây cho nó cái hồ bơi trước các bạn ơi, rồi mình hãy bắt nó sau. Mình quên mất các bạn ơi là chúng ta cần phải xây một cái hồ bơi ở nhà trước đã. Rồi chúng ta mới có thể đem nó về được. Mình có đem theo một con cá để mình bắt nó, nhưng mà hình như là cá là thuần phục nó hơi khó các bạn ạ. Hình như là thuần phục được không ta? Không biết, nếu như mà cưỡi được cá heo thì hơi bị xịn luôn các bạn. Ok, đây, bây giờ mình sẽ về xây cái hồ bơi ở nhà trước nha. Ok bạn ơi, mình đã xây xong một cái hồ bơi nhỏ nhỏ ở nhà rồi. Bây giờ mình sẽ ra đây bắt con cá heo để về nha bạn nha. Cọng dây rồi ta, đây cọng dây đây. Rồi bắt nó về nào. Lần này là không tha cho mày đâu cá heo ơi. Đứng lại nào. Ui trời, nó bơi nhanh quá bạn ơi. Quái, nó bơi nhanh quá. Bắt không được. Rồi, đứng lại. Mày, ôi trời, khó ta. Ui, trời, bơi lên, hết hơi. Ui trời, bạn ơi, hồi nãy bắt dễ lắm, còn lần này bắt khó các bạn ơi, nó bơi nhanh quá à. Ôi trời, đâu rồi, à, bên dưới nè. Lặn xuống, lặn thêm lần nữa. Ây, cá heo. Đâu rồi, đứng lại. Chụp nè, ui, chụp nè. Yes, bắt được rồi. Bắt được rồi. Rồi ok. Đi về cưng ơi, lần này bị bắt rồi nha, không thoát được đâu cưng ơi. Yeah, ok. Rồi, một con đầu tiên bạn ơi. Này, rồi mình đem nó về bạn. Ủa mà không biết là nó có bị biến mất khi mà mình đi xa không ta? Không biết nữa, nhưng mà thôi cứ tạm thời đem về nhà trước. Bơi đi đâu, không bơi được đâu, anh đã bắt mày rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là đến với công cuộc dẫn nó lên trên bờ nha bạn nha. Hy vọng là nó sẽ không bị chết khi mà lên trên bờ bạn ơi. Ui, lên đây. Lên đây. Ui, nó nhảy cao vậy. Ui, cá heo nhảy cao vậy. No, cá heo. Trời ơi, rồi xong cá heo. Bây giờ chỉ còn lại con cá con thôi. Trời ơi là trời, cá heo của tôi. Nó bị rơi xuống, nó chết thôi bạn ơi. Trời ơi, cá heo yêu dấu của tôi khó lắm mới bắt được. Chắc tại do cái đường nó nhỏ bạn ơi, mình phải xây cái đường nó to hơn. Trời ơi. À, buồn quá à. Con cá heo đẹp như vậy mà mất, tiếc ghê á trời. Thời luôn á. Chắc mình phải xây cái đường nó to ra hơn xíu bạn ơi. Thôi đi bắt con khác vậy. Cá heo của tôi. 2000 years later. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã bắt được thêm một con nữa nè. Cũng may là ở gần nhà mình là có hai con bạn ạ. Ôi buồn quá à. Đáng lẽ là mình được hai con rồi, nhưng mà chết mất một con, tiếc ghê luôn trời. Bây giờ mình sẽ dẫn nó lên trên kia nha các bạn nha. Mình đã xây cái đường nó rộng ra rồi, hy vọng là lần này nó sẽ không chết. Ây trời ơi, tiếc quá. Mà sao cá heo nó ít máu vậy ta, nó mới rơi xuống có một tí thôi mà nó chết queo rồi. Hơi buồn các bạn ơi, nhưng mà thôi, lỡ rồi. Ok, lần này là nhớ là phải thông minh lên nha cá heo, đừng để bị té nữa nha con. Ok, mình sẽ đặt lắp lên cho nó leo lên nha các bạn. Đấy, rồi ok. Đâu rồi, đây, lên đây cá heo ơi. Lên đây, đúng rồi, lên đây. Ui, nó lại rơi xuống nó rồi. No, tôi phải xây cái đường rộng ra xíu. Cái đường này hình như vẫn còn hơi nhỏ quá. Ok, rộng ra nè. Rồi lên đây cá heo. Rồi đúng rồi. Lên đây. Cố lên một tí nữa thôi, sắp tới nhà rồi. Nhanh lên. Ok. Ui, nhanh lên. Mình sợ nó bị chết ngạt các bạn ơi. Nhanh lên, hồ bơi trước mặt, nhanh lên. Nhảy xuống đây. Nhảy xuống đây. Hay quá. Yes. Ok bạn ơi, được một con rồi. Ok, để mình cột nó lại. Vậy là được một con cá heo. Cột chỗ này hơi ác bạn ơi, mình phải cột sâu xuống dưới, không thôi nó bị ngạt thở luôn á. Ok, để cái này ở bên bên chỗ này đi. Ok, để bên chỗ này đi. Rồi, sau đó là cọng dây đâu rồi? Đây cọng dây đây. Rồi, cột nó vô. Yes, vậy là chúng ta đã có được một con cá heo đầu tiên. Yes, hoàn thành thử thách.
Ok, nhưng mà tiếc quá, đáng lẽ được hai con rồi, bây giờ được có một con rồi. Ôi, không sao. Trời, bắt từ sáng đến tối mới xong luôn bạn ơi, khổ thiệt chứ. Ok, vậy là mình đã hoàn thành được xong thử thách bắt cá heo. Yeah, cùng nhau đến với thử thách tiếp theo nào. Rồi, ok bạn ơi, và đến với thử thách tiếp theo cũng là một cái thử thách vô cùng thú vị mà mấy bạn fan đã đặt ra cho mình. Đó chính là thử thách nhảy từ độ cao nhất của Minecraft xuống dưới đất. À, nghe khá là hấp dẫn đúng không? Nhưng mà tất nhiên rồi, nhảy xuống mà không bị gì thì mới thành công nha các bạn nha. Còn nếu mà bị đai là coi như là thất bại á bạn. Ok, thì cái tầng cao nhất của Minecraft thì mình không biết là tầng bao nhiêu, nhưng mà thôi, mình sẽ đặt block cao tuốt lên trên kia luôn nha các bạn nha. Sau đó mình sẽ nhảy xuống và đặt block nước nha các bạn. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ vào trong cái nhà kho tiếp. Ok, vẫn là cái nhà kho thần thánh của chúng ta, để mình lấy cho mình một ít cái gì ta, cái đó ta gọi gì nhỉ? Hình như là cái gì, mấy cái than tre, đúng rồi, mấy cái than tre. Ok, đâu ta, than tre hình như là nằm ở đây, à đây đây đây. Mình đang có 64 cái nè, 64 cái thì có vẻ là hơi ít mấy bạn ơi. Mình nghĩ là tầng cao nhất nó sẽ hơi bị cao luôn á, cho nên mình sẽ ra ngoài cái vườn tre để mình làm thêm một ít nữa. Thì lúc trước mình thu hoạch rất là nhiều luôn, đâu rồi ta? À đây, bên dưới đây còn. Trời ơi, tưởng hết rồi chứ, tôi tưởng ai dùng hết tre của tôi chứ. Ok, sẽ bấm vào bàn chế tạo nè. Bây giờ mình sẽ chế cho mình cái block đó nha bạn nha. Cái block đó chế sao ta? Mình lâu quá mình không dùng cho nên mình không nhớ. À đây đây đây. Chế bằng tơ nhện. Ui, có tơ nhện đó hả? Ok. Rồi, cũng chế được khá nhiều rồi đó. Bây giờ mình sẽ đặt lên block cao nhất nha. Mà khoan, trước tiên là mình cần phải có một cái xô nước đã. Múc một xô nước đã. Ok rồi, múc một xô nước nè. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách leo lên tầng cao nhất, sau đó nhảy xuống nha các bạn nha. Để coi coi mình có bị gì không nha các bạn. Ok. Rồi, bây giờ trước tiên là mình phải cất hết mấy cái đồ của mình đã. Không phải là hư giáp của mình mất, mình phải cất đồ của mình về trong rương đã. Ok, kệ giáp ra nè. Rồi, sau đó bấm vào trong đây, mình sẽ bỏ giáp của mình vào trong đây. Đấy, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy block tre, than tre ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cho nó lên trên tuốt trên cao luôn nha các bạn nha. Không biết là được cao được bao nhiêu block đây, nhưng mà mình vẫn sẽ đứng đây mình đặt nha. Ok. Much later. Rồi, ok bạn ơi, mình đã đặt lên được tầng cao nhất rồi nè, đó chính là tầng 255. Ồ, ok, đó là tầng cao nhất rồi nha. Bây giờ là mình sẽ leo lên phía trên và sau đó chúng ta sẽ thực hiện thử thách nhảy từ trên độ cao nhất của Minecraft xuống dưới đất nha các bạn, để xem coi mình có thực hiện được thành công thử thách này không đây. Nếu như nhảy lần đầu tiên không thành công thì mình sẽ nhảy lần thứ hai. Đấy, ok. Ui trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, mình đứng ở trên tuốt trên đây, mình có thể nhìn thấy được ở bên dưới luôn kìa các bạn. Có vẻ là hơi bị cao luôn á nha. Ui trời trời trời. Ok, để mình leo lên coi. Hình như là leo lên tuốt tận trên kia là mình sẽ không thấy được ngôi nhà của mình luôn các bạn ơi. Đó, thấy không? Ngôi nhà mình biến mất luôn rồi. Wow, hơi bị cao luôn á nha. Đứng trên đây là coi như là không thấy được gì bên dưới luôn rồi các bạn ơi. Ui, cao vậy. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử thách nha các bạn. Mình đứng trên đây mình hơi run run mấy bạn ơi. À, nhảy xuống rồi, dùng bằng xô nước để đáp xuống nè. Không biết có bị gì không đây. Lo quá, run quá. Ok, chuẩn bị nha các bạn nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thành được thử thách này. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3, nhảy xuống. Cố lên. Yes, mình đã thành công rồi mấy bạn ơi. Yeah. Trời ơi, tôi cứ tưởng là coi như là tôi xong phim luôn rồi chứ ai về đâu vẫn thành công. Yeah. Oh, trời, run quá trời quá đất. Trời ơi, tôi cứ tưởng tôi xong phim rồi. Cũng may là kỳ này mình nhảy xuống mình đặt nước ra kịp mấy bạn ơi. Không thôi mình mà đai pha đó là chắc chắn là sẽ có nhiều bạn cười mình lắm luôn á trời. Nhưng mà cũng may là mình đã hoàn thành được. Trời ơi, hồi hộp quá, đau tim muốn chết luôn các bạn. Cái cây cột nó cao ơi là cao luôn. Đấy, bạn thấy không, mình hoàn thành rồi nha. Mấy bạn có muốn mình làm lại thêm lần nữa không? Đây, để mình làm lại thêm lần nữa cho các bạn xem này. Giời, dăm ba cái trò này dễ ẹt. Rồi, ok, bây giờ tôi làm lại thể hiện thêm lần nữa cho mấy bạn xem nè. Xời, dăm ba cái trò này dễ. Ok, ôi, xoay mấy vòng tròn thôi nè. Đó, xoay vòng tròn. Ui. Trời ơi, đầu của tôi. Trời ơi là trời, rơi xuống một phát xong chết queo luôn các bạn ơi. Thôi đúng thật là gáy to, gáy sớm ăn gì. Trời ơi là trời. Hey, tính ra là pha đó bạn là do mình kiểu mình hấp tấp quá, mình đặt nước nhanh quá cho nên là không kịp. Ôi, cay nha. Thôi không sao, mình sẽ tiếp tục nha. Thì lần này thì mình sẽ không sử dụng bằng xô nước nữa, mà mình sẽ sử dụng bằng khối slime nha các bạn. Tại vì là mấy bạn có một số bạn đặt cho mình là sử dụng nhảy xuống bằng khối slime nữa, cho nên là mình sẽ dùng bằng khối slime nha. Ok, mình sẽ lấy cho mình cái gì ta, mấy cái quả bóng slime nè. Ok, lần này thì sẽ nhảy lên trên cao xuống, sau đó đặt khối slime nha các bạn. Rồi,
Mình sẽ nhảy trên cao xuống, sau đó đặt cái khói slime ra nha các bạn nha. Thì khi mà chúng ta đáp lên trên cái khói này thì chúng ta sẽ không bị gì đâu, cho các bạn yên tâm. Ok. Hay, hồi nãy là mình chỉ là có một pha thứ hai á, là mình hơi lỗi bạn ơi. Nhưng mà pha đầu tiên mình vẫn thành công nha. Ok. Rồi bây giờ là đến lượt thử thách dùng bằng khói slime nè. Ok, leo lên trên. Rồi ok bạn ơi, mình đã lên trên tuốt trên cao rồi đó bạn. Ở đây chúng ta có thể thấy được mặt trời nè, và ở đây là mặt trăng nè đó. Bởi vì bây giờ là đang ở trời tối bạn ơi. Muôn ngàn vì sao đúng không bạn ạ? À? Ok. Rồi, lần này là sẽ dùng bằng khói slime đúng không? Ok. Lần này là không gãy sớm nữa bạn ơi. Nhảy xuống. Ôi, xoay mấy vòng tròn. Ui. Hey, trời ơi, thất bại quá nhiều lần rồi các bạn ạ. Lần này thì Phong quyết định Phong sẽ gọi là không xoay vòng tròn nữa. Phong quyết định là để cho trời sáng Phong đi ngủ, để trời sáng để Phong nhảy cho nó an toàn bạn ơi. Trời sáng rồi nè. Ok, lần này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng không để thất bại nữa. Rung quá. Ơi, nhảy xuống nào. Ok, lần này sẽ thành công, lần này sẽ thành công. Cố lên. Yes, trời ơi. Cuối cùng cũng qua được rồi mấy bạn ơi. Trời ơi là trời. Mấy bạn biết từ nãy giờ tôi thất bại bao nhiêu lần rồi chưa? Tôi tổng cộng đã thất bại chắc cũng phải hơn chục lần rồi mấy bạn ơi. Cuối cùng thì pha này cũng thành công. Trời ơi là trời, tôi buồn, tôi đau tim quá. Nhưng mà không sao, thành công rồi. Thôi, qua thử thách tiếp theo, không làm này nữa đâu. Bây giờ mình phải vào trong để mình lấy lại mấy cái đồ của mình đó bạn ơi. Trời ơi là trời, thực hiện cái thử thách mà nhảy chết lên chết xuống mấy chục lần. Trời ơi, ok. Mặc bộ giáp vô nè. Rồi, hey. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo nha các bạn nha. Thì cái thử thách tiếp theo này cũng khá là thú vị. Thử thách này có tên là: anh Phong ơi, hãy đi kiếm bé Mưa về cho chị Simmy đi. Thì thật ra thì có rất nhiều bạn kêu mình là anh Phong hãy đi tìm lại bé Mưa cho chị Sim đi, không thôi chị Sim buồn. Thì thật sự á bạn, là bé Mưa đâu có phải là bị mất tích đâu bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem đây. Thật ra là bé Mưa đã về lại ngôi làng của chúng ta rồi các bạn ạ. Nhưng có điều không phải là bé Mưa bình thường. Đây mình sẽ cho mấy bạn xem bé Mưa. Ok, bé Mưa bị mất tích nhưng bây giờ bé Mưa đã về rồi. Đây, đây mấy bạn xem đây. Đây chính là bé Mưa nè các bạn. Bé Mưa ngày 26 tháng 10 năm 2021 đấy. Trời ơi, mấy bạn biết ngôi mộ này là ai đã xây ra không? Simmy xây á bạn. Bởi vì á là trong World Sinh Tồn này, Simmy đã tìm được một con chó có tên là bé Mưa. Thì Simmy đặt tên cho nó là bé Mưa, nhưng mà rất tiếc là nó đã bị người ta quái vật giết chết rồi. Cho nên bây giờ là Sim quyết định lập cho nó một cái ngôi mộ chỗ này các bạn ơi. Đấy, thì cái này là ngôi mộ của bé Mưa nha các bạn nha. Nhưng mà là ở trong World Sinh Tồn nha. Đây các bạn coi nè, bà Sim còn bỏ trong đây một bông hoa hương hồng, một cục xương và một cục thịt bò bít tết. Mình không hiểu tại sao mà lại bỏ cục thịt bò bít tết vào trong đây nữa, trong khi thịt bò bít tết là con bò mà chứ phải là con chó đâu. Trời ơi, à, mình lấy mạng luôn. À, ngon quá ta. Ok, đó bạn ơi, thôi mình bỏ vô lại trong đây một cục thịt kiều. Thì đây chính là ngôi mộ của bé Mưa nha các bạn nha. Thì bé Mưa trong World Sinh Tồn đã gọi là bị đai rồi, cho nên là không kiếm về được đâu nha các bạn nha. Cho nên thử thách này không thể thực hiện được đấy. Nhưng mà nếu như mấy bạn muốn thì lần sau mình sẽ đi kiếm một con chó khác về để gọi là người ta thay thế bé Mưa cho Simmy nha. Chứ mình thấy Sim gọi là bị mất bé Mưa, Simmy cũng buồn lắm các bạn ơi. Ok, rồi ok bạn ơi. Thì vừa rồi mình đã thực hiện được xong hình như là tổng cộng là bao nhiêu thử thách ta. Đầu tiên là John Zero là thử thách đầu tiên nè. Tiếp theo nữa là nhảy từ độ cao xuống dưới nè, là hai thử thách này nè. Rồi bắt cá heo là ba thử thách nè, bắt ngựa là bốn nè. Ok, và cái này sẽ là cái thứ năm, cũng sẽ là cái cuối cùng nha các bạn nha. Đấy, thì những bạn nào mà có những cái thử thách nào muốn gọi là mình làm trong sinh tồn nữa, nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Ấy, lâu lâu mình quay một cái thực hiện thử thách vậy cũng vui á. Ok, và cái thử thách cuối cùng này các bạn biết tại sao mình đang đứng kế bên cái gọi là mấy cái gì ta, mấy cái tổ ong không? Và cái thử thách cuối cùng này các bạn đã đặt ra cho mình, đó chính là thách anh phá một lần 10 cái tổ ong trong Minecraft. Trời ơi, thử thách này coi bộ hơi bị ép nha, mình bị ong đuổi chết luôn các bạn. Đấy, thì ở nhà mình á thì mình hiện tại đang có một cái nè, hai cái, ba cái, bốn cái nè, đằng sau này nữa hình như là năm cái rồi. Năm cái bạn ơi. Vậy là bây giờ mình cần phải đi kiếm thêm 5 cái tổ ong nữa để có thể đủ 10 cái tổ ong nha các bạn nha. Ok. Và chúng ta cùng nhau đập 10 cái tổ ong cùng lúc nha bạn. Ok, để mình đi kiếm thêm tổ ong đã. Ok bạn ơi, và sau gọi là người ta khoảng một tiếng đồng hồ thì mình đã kiếm là về được 5 cái tổ ong rồi nè các bạn. Thời mấy cái tổ ong này khó kiếm vãi nồi luôn á. Bình thường là mình sẽ phải vào trong rừng nè, hoặc là đi đến mấy cái khu mà nó có hoa á bạn,
thì mới có thể kiếm được mấy cái tổ ong. Tôi đi từ sáng đến tối luôn bây giờ mới kiếm được. Trời ơi trời, ok thôi tôi phải đi ngủ đã. Đi ngủ một phát rồi sau đó chúng ta sẽ gọi là ra lấy thêm 5 cái tổ ong kia nữa nha bạn nha. Hiện tại mình đang có 5 cái nè, lấy thêm 5 cái ngoài kia nữa là chúng ta sẽ có được 10 cái. Đấy, ở ngoài kia có con zombie kìa, từ đứa mình ra mình đánh nó đã. Zombie à, mày vậy mày, ok. Ủa sao có con vô trong nhà mày được không vậy? Mày hả zombie, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho mình cái cúp mềm mại nè để mình đặt tổ ong nó không bị vỡ nha bạn nha, ok. Tôi đang hơi lo là nó không có mực ở bên trong các bạn ơi. Nếu như mà không có mực ở bên trong á là nó sẽ không có ong. Ok, đây, tại mấy cái tổ ong này hồi nãy là mình đi ra ngoài mình kiếm đại à. À đây, nó có mực ong nè, vậy chắc là có ong bên trong rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ đặt cái này nha. 5 cái tổ ong. Ôi hình như có một cái nó không có mực. Cái này nó không có mực là nó không có ong bên trong rồi. Hơi tiếc nha. Nhưng không sao, vẫn đủ 10 cái tổ ong là được rồi. Ok, tôi đếm lại coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, rồi. Thử thách đập 10 cái tổ ong cùng một lúc đúng không? Rồi ok, cái này thì quá dễ. Ôi, tính ra đập cũng hơi tiếc bạn ơi. Tại vì đập tổ ong thì sẽ bị mất luôn. Buồn lắm, ok, nhưng mà thôi. Mình đã thực hiện thử thách mà, mình phải đập thôi đúng không? Ok, cái đầu tiên nè. Ủa sao không có con ong nữa vậy? Ủa kìa, hay là phải đập bằng tay ta? Từ đập bằng tay coi. Nó không có con ong nữa bạn ơi. Từ đập cái này coi có không. Ui, cái này thì có nha. Ôi, vậy là 5 cái tổ ong vừa rồi mình đi kiếm là nó không có mực ong bên trong mấy bạn ơi. Nó có mực ong nhưng mà nó không có con ong bên trong mấy bạn ạ. Oh no. Ok, thôi, nói chung là mình vẫn kiếm được 10 cái tổ ong mà không cần biết là có ong bên trong hay không. Nhưng mà mấy bạn chỉ bảo là mình là đập 10 cái tổ ong thì bây giờ mình đập đủ 10 cái nha bạn. Ok, đập hết nè. Đó. Ui, có mấy cái có ong bạn ơi. Ui, nhiều vãi. Tính ra là có 5 cái ở nhà mình là nó có ong bên trong, còn mấy cái kia thì không có. Trời ơi, nó chết mình. Oh no, đâu. Ok, xin lỗi mấy đứa nha, nhưng mà anh phải xử mấy đứa thôi. Lại đây, ong với chúng tôi. Chắc mình phải đi kiếm cái tổ ong khác bạn ơi. Mày. Lại đây, mày ơi. Ui, mấy con ong này chết đâu vãi. Mình mặc giáp kim cương mà mình còn đang bị đập, muốn chết luôn đó bạn. Ôi, ok, ăn bánh mì vô. Bánh mì vô. Oh my god. Tôi giết con ong này luôn. Tha cho nó đi bạn. Ok, vậy là chúng ta đã thực hiện được xong cả thử thách là đặt 10 cái tổ ong nha bạn nha. Thời, nạp cái con ong này ra, bọn nó chích đâu phải bạn ạ. Mặc giáp kim cương mà cũng không chịu nổi luôn nè. Đúng rồi, lần trước hình như là tôi có bên dưới địa ngục thì tôi có đào được một ít cái gì ta. Netherrack, đây tôi bỏ trong cái rương này. Đây, 19 viên. Tôi lần trước là tôi tính là tôi nung lên tôi làm bộ giáp rồi, nhưng mà thôi, tôi để lại tôi quay video cho các bạn fan xem luôn cho nên là tôi chưa nâng cấp. Bây giờ tôi sẽ ra tôi nâng cấp nha các bạn nha. Ok. Có than bên trong không? Chết không có than rồi, để mình vô nhà kho. Ấy, thì cái Netherrack này các bạn chúng ta có thể làm được cho chúng ta bộ giáp khá là mạnh cho nên là bây giờ mình sẽ ở đâu ra con ong nữa vậy? Giật hết cả mình. Ok. Chúng ta sẽ ra ở đây ta nung mấy cái Netherrack này ra để chúng ta làm người ta bộ giáp mạnh nhất nha các bạn nha. Than rồi, than bên đây. Mình sẽ lấy cho mình ít than nè. Rồi, hôm bữa bạn là mình tính chuẩn luôn nha. Mình đi đào á là mình tính chuẩn luôn là mình sẽ đào cho mình là làm cho mình gọi là full bộ giáp nè. Full bộ giáp là bằng Netherrack nè, với lại làm cho mình thêm 2 cái cúp bằng Netherrack nữa. Thì mình cũng tính toán sao mình không biết đào 19 cục chứ cộng thêm này nữa là 20 cục không biết đủ không đây. Ok, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thử nha. Ok rồi bạn ơi, cái này nung cũng khá là nhanh nha, cũng không có lâu lắm nha. Mình tưởng là cái cục Netherrack này là phải nung lâu lắm luôn chứ. Ok, rồi còn cái nào không? Hình như cái này cái cuối cùng rồi. Rồi, ok. Ấy, mấy bạn biết không, mình đi mai nha, mình mai được mấy cục này nhưng mà mình cũng không dùng liền luôn, bởi vì rằng là mình muốn để lại để mình quay video cho các bạn fan xem, các bạn thấy mình gọi là thương bạn không? Ấy, mình gọi là không muốn dùng liền. Mình mai xong rồi mình bỏ ở trong rương mình cất để mình gọi là quay video cho các bạn xem, mình mới bắt đầu mình chế tạo. Ấy, ok. Thì bây giờ bấm vào đây nè. Mình sẽ chế cho mình. Ấy. Ơi, vậy tính ra mình còn thiếu đúng một cục nữa thôi là mình chế được thêm 6 phôi luôn nè. Ok. Sau chúng ta sẽ đi đến một cái gì ta? Một cái đó là gọi gì nhỉ? Cái bàn gì đó, cái bàn nâng cấp giáp, đúng rồi, cái bàn nâng cấp giáp. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cởi bộ giáp mình ra. Bộ giáp của mình đó bạn thì nó khá là xịn luôn bởi vì là nó có full sửa chữa mọi người ạ. Cái nào cũng có sửa chữa hết. Mỗi lần mình chỉ cần đánh quái vật mình có kinh nghiệm là nó sẽ tự động sửa đồ cho mình luôn, cực kỳ xịn luôn các bạn ạ. Ok. Bỏ khói này vô. Yes. Áo Netherrack siêu xịn. Ok, cái này nữa. Rồi, ok luôn. Thêm tiếp.
cái nón. Rồi cái cuối cùng là đôi giày các bạn ơi. Yes, một bộ áo giáp đen thui thôi lùi. Yeah, mình đã có thành tựu mới các bạn ơi. Ơ nhưng mà sao cái bộ giáp này nhìn nó xấu quá các bạn ạ. Mình thấy nó xấu à, nó không có được đẹp như là cái bộ giáp kim cương. Nhìn nó đang thui thôi lùi à, nhìn nó hơi bị xấu các bạn ơi. À, nhưng mà không sao, nó mạnh là được các bạn ạ. Bộ này mình nghe nói nó mạnh dữ lắm luôn á. Ok. Ôi, tính ra là chế xong rồi mình mới thấy cũng hơi tiếc bạn ơi. Tại giáp kim cương nhìn nó đẹp hơn. Bộ này nhìn nó xấu quá à. Trời ơi trời. Ok. Rồi còn cục cuối cùng thì mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp cho cây cúp của mình. Cây cúp gia tài hiệu suất với lại sửa chữa của mình nè. Mình sẽ nâng cấp cho cây cúp nha. Ok. Đấy. Tích tích tích. Ok. Rồi. Ở đây mình còn 3 cục vụn nữa. Giờ thiếu thêm một cục vụn nữa thôi là chúng ta sẽ làm được cho cây kiếm hoặc là cây cúp của chúng ta luôn rồi. Nhưng mà bị thiếu rồi. Nhưng mà không sao. Ok. Rồi ok bạn ơi. Thì trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Thì trong tập này mình đã thực hiện được xong 5 thử thách của 5 bạn fan đã đặt ra cho mình ở trên kênh của mình. Thì bạn có những thử thách nào mới thì nhớ hãy bình luận lại cho mình biết nha. Và tiếp theo nữa thì mình đã xây cho mình được một cái hệ thống nhà kho, có thể giúp cho mình gọi là phân chia đồ đạc. Thì cái nhà kho này xây khá là lâu cho nên là mình chỉ quay một tí cho bạn xem thôi chứ mình không quay nhiều. Bởi vì xây lâu lắm mấy bạn ơi. Mình mà quay nhiều chắc phải mất 3 ngày các bạn mới xem hết video của mình luôn á. Ok. Rồi, thì xây xong hệ thống nhà kho tiếp theo là gì nha? À, và mình đã chế được cho mình một cái bộ giáp gọi là mạnh nhất ở trong Minecraft, bộ giáp Netherrack mọi người ạ. À. Ok. Và mấy bạn muốn mình xây cái gì ở trong Minecraft thì bạn hãy nhớ hãy bình luận lại cho mình biết thì mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách của mấy bạn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho phòng một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy cùng anh kênh YouTube của anh Siro cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì quên, tôi phải đi chế một cái bộ giáp kim cương khác để tôi gọi là trả lại cho Siro. Xin lỗi Siro các bạn ơi. Chứ thôi ông Rô ông giận tôi. Ok, rồi tạm biệt mọi người nha.